tiếp tục là Đen Hoàng. Của đội bóng áo vàng và huấn luyện viên Anh. Trận đấu ghi dấu ấn của tất cả mọi người dân Vinh. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các thành viên của tổ trọng tài lên sân khấu để nhận giấy khen của ban tổ chức giải bóng đá. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và một lần nữa thì ban tổ chức xin được trân trọng đề nghị các vận động viên cùng toàn thể các quý vị khán giả dành một tràng pháo tay để chúng ta cảm ơn các thành viên của tổ trọng tài đã điều hành giải đấu một cách khách quan, trung thực và đúng điều lệ. Về giải thủ môn xuất sắc nhất giải, xin được chúc mừng thủ môn Ngọc Linh của FC Định Hòa. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Phong Ba, giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, và xin được một lần nữa chúc mừng thủ môn Ngọc Linh của FC Định Hòa. Xin được chúc mừng cầu thủ Nhật Hoàng của FC Định Tăng với 11 bàn thắng tại giải bóng đá thanh niên Yên Định mở rộng lần thứ 2 năm 2024. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Huyện đoàn và xin được một lần nữa chúc mừng cầu thủ Nhật Hoàng của FC Định Tăng. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ban huấn luyện và cầu thủ của đội bóng FC Định Tân và FC Yên Phong sẽ bước lên sân khấu. Xin được chúc mừng hai đội đã đạt đồng giải ba tại giải bóng đá thanh niên Yên Định mở rộng lần thứ 2 năm 2024. Xin được trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Hải Đăng, cán bộ ban phong trào tỉnh đoàn. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Quyền, chủ cửa hàng Quyền Tuyết Mobi. Và xin được trân trọng kính mời ông Trịnh Xuân Thế, giám đốc doanh nghiệp Vàng Bạc Kim Trang sẽ lên cùng trao giải ba cho hai đội bóng. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu và xin được một lần nữa chúc mừng cho FC Định Tân và FC Yên Phong đã đạt giải ba tại giải bóng đá lần này. Xin được trân trọng chúc mừng. Và xin được chúc mừng FC Định Tăng. Xin được trân trọng kính mời ban huấn luyện và các cầu thủ của FC Định Tăng sẽ cùng bước lên sân khấu để nhận giải thưởng của ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Ngọc Ánh, phó bí thư tỉnh đoàn. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Thị Kim Oanh, bí thư huyện đoàn. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Phong Ba, giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Gia Tùng, giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện sẽ lên trao giải nhì cho FC Định Tăng. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu và một lần nữa xin được chúc mừng đơn vị Định Tăng đã đạt giải nhì tại giải bóng đá lần này. Xin được trân trọng cảm ơn. Và đội bóng đạt giải vô địch trong giải bóng đá thanh niên Yên Định mở rộng lần thứ 2 năm 2024. Xin được chúc mừng FC Định Hòa. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ban huấn luyện và các cầu thủ trong đội bóng FC Định Hòa sẽ cùng bước lên sân khấu để nhận cúp và huy chương dành cho đội vô địch giải bóng đá năm 2024. Đồng chí Lê Thị Kim Oanh, bí thư huyện đoàn sẽ cùng lên trao cúp, huy chương và phần thưởng dành cho đội vô địch đã tham gia giải bóng đá thanh niên Yên Định mở rộng năm 2024. Xin được trân trọng kính mời. Anh ơi, như đây, đặt đây, như thẳng cái nào, như thẳng cái đây, chụp cái đây. Ờ, như đây đây. Ok, ok. Right to the top.
Vâng, và xin chân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu và một lần nữa xin được chúc mừng cho FC Đình Hòa đã là đội vô địch tại giải bóng đá thanh niên Yên Đình mở rộng lần thứ 2 năm 2024. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí đã về tham dự và cổ vũ động viên cho các trận đấu. Xin được kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công và xin chào và hẹn gặp lại ở giải bóng đá lần sau. Xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa các đồng chí, như vậy là chương trình lễ bế mạc giải bóng đá thanh niên Yên Đình mở rộng lần thứ 2 năm 2024 đã kết thúc tại đây. Xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, khách quý. Xin được chúc mừng các đội bóng đã đạt giải và xin được gửi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến toàn thể các đồng chí. Xin được trân trọng cảm ơn và xin chào và xin hẹn gặp lại.